Anh biết em rất là thích xem TV, mà nhìn mình ở đây là không có TV đâu, rình rú khắp nơi như thế này. Trong khi đó, nhà anh Nam TV em hay sang đấy xem. Anh đi học cả ngày là anh làm gì à? Anh em làm gì không có chỗ để xem. Hôm nay anh tặng em một món quà. Hãy nhìn đây. Cái gì vậy anh? Ôi, cái điều khiển TV. Ôi, em tìm gì vậy? Em tìm gì vậy? Thì có điều khiển TV, có TV chứ sao? À không, cái này anh lượm được, mang về cho em thôi. Anh lấy đâu vậy? Cái này lượm được, phải rác mà. Ở đâu? Phải rác. Trời. Không, nhưng mà hôm nay anh sẽ em đây. Một món quà. Tức là bây giờ anh sẽ làm một cái TV cho em xem. Ừ. Anh có làm được không? Được chứ. Anh đâu phải làm cửa, anh dặn rộng, rộng ra. Ok. Bây giờ em muốn xem cái gì? Cái cây gì? Thời sự đi. Thời sự. Ừ, thời sự Việt Nam. Phần phía 1 à? Phía 1 nhá. Ok. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự của Đài Truyền hình Anh Hai phát sóng vào lúc 19 giờ. Đầu bản tin mời quý vị và các bạn đến với tin tức bị một vụ cướp xảy ra do ở địa bàn Hà Nội. Một người nghèo bị cướp một cây vàng 9 số 4 do một tên cụt hai tay ngồi sau, tên cụt hai chân đạp trên chiếc xe đạp với tốc độ khá nhanh. Ở bên kia đường là một tên mù nhìn thấy anh ta đang gõ vé số, anh ta liền báo cho một tên điếc đang nghe lô tô. Anh điếc liền gọi điện, liền báo cho một anh câm báo anh ta gọi điện cho cảnh sát. Liền lúc đó cảnh sát đến và sao rồi sao nữa anh? Lúc đó thì cảnh sát bảo là thằng địa thằng câm hỏi mãi không chịu lời nên là vụ án vẫn chưa thể kết thúc được. Vãi cái gì? Bây giờ anh thích cái kênh gì? Bây giờ ấy xem cái kênh mà nhà nào cũng xem ấy. Cái gì hot nhất hiện nay? Nói đi. Cái gì? Quảng cáo. Quảng cáo hả? Ừ. Ok, quảng cáo. Mời quý bạn đến với chương trình quảng cáo. Trên tay tôi đây là một chiếc led tổ ong. Chiếc led tổ ong là một thương hiệu mà loài người có thể tạo ra thế kỷ 21, được gọi là thương hiệu nổi tiếng nhất. Chiếc này nó nổi tiếng là do nó có hệ thống thoát khí. Khi một số nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đã chứng minh rằng khi khí đi vào trong những lỗ nhỏ li ti sẽ phát ra hai bên. Mà đặc biệt là cái công nghệ thoát khí này đã được hãng ô tô Mercedes mua về để áp dụng cho xe của họ. Nhưng nhà sản xuất đã cương quyết không chỉ bán. Đấy. Đi đi đi. Đấy. Tào lao. Xinh ngon đấy. Thôi. Sao? Trời ơi, em tưởng gì. Hay là em thích xem ảo thuật không? Anh có biết làm không? Ảo thuật. Thuật cái gì đâu? Ảo thuật gì? Ảo thuật. Bây giờ anh sẽ chỉ dẫn một ảo thuật được không? Ừ, thử đi. Đây là cái lá. À, ok, cái lá. Ở đây nhiều lá. Không, đây là cái lá. Ừ, ok, đây là lá. Ok. Và anh đâu rồi? Ghê chưa? Anh lại biến mất mọi đồ vật. Biến mất được á? Sao? Siêu thế. Ừ. Nhào. Bây giờ biến cái tivi to trà bạc. Không. Anh chỉ biến được mất đồ vật chứ làm sao? Diễn thì em biết tivi thôi chứ làm sao anh biết là tivi. Trời ơi. Anh em mình bị lạc từ lâu. Chả biết văn minh thế nào nữa. Không cần, bây giờ mình sẽ cố gắng đi lượm thật nhiều chai lọ. Mình sẽ mua tivi về cho em xem. Anh ơi, có chuyện gì đấy? Em nhặt được cái này.
thôi bỏ đi, các anh chị đang buồn ngủ lắm rồi, mình kết thúc chương trình ở đây đâu. Thôi cái nhãn này đi mua tivi đi. Ok. Có đi mua tivi à? Dạ em rồi ạ.